Đức Tiến xin chào tất cả mọi người và các bạn đã đến với kênh radio Đồng Ca Nhỏ. Hôm nay có thể là một cái buổi nói chuyện cuối cùng về cái vấn đề của cái cô Phương Hằng, về cái vấn đề của kể chuyện vui mà làm cho mọi người bức xúc. Thì trước hết là chúng ta phải ghi nhận ở một điều là cổ đã có những lời xin lỗi nhất định ở trên phần livestream vừa rồi của cổ vào ngày 1 tháng 9 thì phải. Ở đây tôi chỉ có chia sẻ về mặt cá nhân của mình, thì về việc có lỗi và xin lỗi đó là một cái lẽ thường tình của một người, và cái điều đó không có gì là chúng ta phải nói thêm. Ngay cả những bậc chân tu mà khi họ phạm giới thì cái điều đó cũng là một trong những cái hành trình tu nữa của họ để họ sửa đổi cái vấn đề của họ. Cái vấn đề ở đây trong cái buổi nói chuyện của bà Hằng thì Tiến chỉ có chia sẻ một cái vấn đề là chúng ta không thể so sánh khập khiễng được. Ở một cái khía cạnh là có một cái đoạn mà bà Hằng mới nói là cũng có nhiều cha lên kể những câu chuyện cười cũng kiểu như vậy. Rồi bà Hằng và đưa ra đó chính là ví dụ là cha Phạm Quang Hồng, thì cái đó tôi thấy nó khập khiễng. Là một linh mục thì chắc chắn là phải bước qua thần học, và tất cả những cái câu chuyện mà cha Hồng kể thu hút rất là nhiều người, mang lại tiếng cười rất là sảng khoái, cũng như là người ta đến với cha Hồng rất là đông. Thì sau tất cả những câu chuyện cười đó là một cách vinh danh tình yêu của Thiên Chúa, sự hy sinh của Thiên Chúa. Nó khác với việc là kể một câu chuyện cười và kêu người khác là không đi xin tội nữa. Hai việc đó nó rất khập khiễng. Thì chia sẻ là chia sẻ khía cạnh đó. Còn việc xin lỗi, có lỗi và xin lỗi đó là một lẽ thường tình. Và lời nói xin lỗi có những người rất khó và có những người rất dễ nói. Ở đây thì nghe bà Hằng bà thề là bà chết mất cả linh hồn hay cái gì đó, người ta thực tâm xin lỗi thì bản thân Tiến người ta cũng nghĩ ra được cái chữ để mà người ta nói ra được cái điều mà xin lỗi của họ thì mình đáng ghi nhận. Có nhiều người bạn nhảy vô trên cái YouTube của mình trong cái đợt nói chuyện trước thì hỏi là người ta xin lỗi rồi mà sao anh nói hoài vậy, thì tôi cũng nói luôn là cái clip đó là lúc đó là tôi nói là bà Hằng mới chưa xin lỗi. Cái thứ hai nữa là có nhiều người cũng vô nói khích bác này nọ rồi, nhưng mà tôi nói là cái chuyện nào nó ra cái chuyện đó. Thì tôi cũng sẽ không có xóa cái clip cũ, bởi vì đó là cái điều mà mình nói rồi, cho nên thành ra là mình xóa đi thì mình nó mình cũng kỳ. Nói thì đã nói rồi, xin lỗi thì đã xin lỗi rồi, và người dân thì phản ứng thì cũng đã phản ứng rồi. Tất cả mọi chuyện nó đã rồi, và hành trình đi tới là hành trình của mỗi người nữa. Mình như thế nào thì cái phần hồn và phần xác của mình nó tốt lành được chỗ đó. Chứ bây giờ cái chuyện mà nó cứ cù nhầy hoài thì nó cũng không nên. Nhưng mà có những điều chia sẻ như vậy để ít ra thì cái bản thân của mình nó cũng có theo dõi cái câu chuyện để mà mình biết, mà mình không có lấn cấn cái lòng của mình. Thôi thì chúc cho tất cả mọi người bình an trong cái mùa đại dịch này, và đi qua được cái ải lòng người hôm nay một cách bình yên và nhẹ nhàng nhất để sống cho nó vui. Thì chỉ chia sẻ như vậy thôi, lời xin lỗi là lời xin lỗi, và hành trình sống tốt và sống không mắc phải những cái chuyện như vậy nữa là hành trình cá nhân của cái người đó. Chứ mình không có tham gia hết cái hành trình đời của họ được, bởi vì ai cũng có cuộc đời khác nhau. Nhưng mà trong cái câu chuyện xin lỗi mà để so sánh mình với lại cha Hồng thì hai cái đó hoàn toàn không thể so sánh được, bởi vì hai câu chuyện khác nhau. Một câu chuyện là kêu người khác không đi xưng tội nữa, với một câu chuyện là kêu người khác đến với Chúa thì và bày tỏ lòng tình yêu thương của Chúa, của mình với Ngài,
thì hai câu chuyện nó hoàn toàn không giống nhau và rất khập khiễng. Chúng ta phải xác lập được ở cái mặt trái và mặt phải của vấn đề để làm chi? Để chúng ta nhìn nhận cho nó rõ một chút xíu về lời xin lỗi và xin cảm ơn. Mang tin non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài, chào nhân loại còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo mòn niềm vui. Con đi trong buồn tìm thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành. Để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong dáng mẹ ngồi thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong thương đau nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo gầy niềm vui. Con đi trong buồng tim thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành. Để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong giang